Lâm, dòng người tị nạn Việt Nam khắp nơi trên thế giới nói chung, cũng như trên khắp tất cả các tiểu bang Hoa Kỳ và đặc biệt là miền thủ đô Hoa Thập Đốm của chúng ta. Những buổi văn nghệ văn hóa của thời đó rất là khó khăn, quý vị có thể tưởng tượng khi tất cả các thế hệ đi trước đặt chân tới một đất nước xa lạ và tất cả đều bỡ ngỡ. Những buổi họp mặt cũng như là gặp nhau đã là khó, và những buổi sinh hoạt văn nghệ văn hóa thì lại càng khó hơn. Thế nhưng với tấm lòng luôn hướng về quê cha đất mẹ và một lòng bảo tồn nền văn hóa của dân tộc, họ đã làm được. Những buổi sinh hoạt văn nghệ văn hóa ngày trước đã là trải đường và là dòng chảy cho những chương trình văn nghệ văn hóa ngày nay. Chương trình Bổ Thoáng Quê Hương là một trong những điển hình đó. Hôm nay trong chương trình này, chúng ta rất hân hạnh được đón tiếp lại những tiếng hát đã một thời sưởi ấm lòng người con viễn xứ. Chúng tôi muốn nói đến anh Hoàng Công Pha, anh Phạm Xuân Thái và chị Hiếu Tâm, trong cái ý nghĩa thay cho lời cảm ơn để chúng tôi giới thiệu đến quý vị nhạc phẩm Xin Như Làn Mây Trắng của Nguyễn Ánh Chín. Một lần nữa xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn cho các tiếng hát Hoàng Công Pha, I'm